Dạ em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Phiên hôm nay là phiên buổi tối ngày 4 tháng 3 năm 2024. Hôm nay thì bắt đầu nhà em sẽ đổ bộ lô dendro đầu tiên của năm 2024. Và năm nay sẽ có chương trình ưu ái hơn đối với tất cả các khách hàng nhé. Và trong video lần này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến những dòng hàng rất là đẹp nhà em vừa cập bến. Và địa lan nhà em hôm nay cũng về thêm, bổ sung thêm những dòng địa lan hôm vừa rồi cháy hàng này. Thêm cả dendro 5 cánh trắng này, cắm 5 cánh trắng quốc dân này, 5 cánh trắng mắt đỏ này, rất là nhiều dòng hàng cho phiên ngày hôm nay nhé. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại báo giá đến khách hàng ạ. Trước mặt mọi người là một lô dendro nắng ạ. Dendro nắng là cái dòng hàng hoa nở quanh năm, độ bền hoa phải từ 2 tháng đến 3 tháng, nó tùy theo từng dòng. Và có dòng thì bản chất cây khá là cao, có dòng thì bản chất cây của nó thấp lùn nhưng mà rất là mập. Và hôm nay trong cái video clip này thì em sẽ giới thiệu cho anh chị đến tình trạng từng cây cũng như là đính kèm cho anh chị mặt hoa nhé. Để cho anh chị là có thể lựa chọn cho mình cái mặt hoa mình yêu thích nhất. Và nếu anh chị nào chưa có cái dendro trong nhà ấy, thì có thể sưu tầm lấy một bộ. Và chương trình ngày hôm nay em sẽ ưu tiên khách hàng nhé. Thông thường như năm ngoái là anh chị mua 10 cây mới được miễn ship ạ. Và năm nay em sẽ ưu tiên anh chị mua số lượng chỉ cần 7 cây thôi. 7 cây, 7 màu hoặc là 7 cây bất kỳ của dòng dendro nắng này em sẽ miễn phí ship. Và nếu anh chị mà mua từ 10 cây trở lên thì với số lượng từ 10 cây ngoài việc miễn ship em sẽ tặng thêm cho một cây nha anh chị nhé. Anh chị nghe rõ chưa ạ? Tất cả dendro ngày hôm nay là sao cứ gộp cho em đủ 7 cây em bao ship. Và mua đủ 10 cây em sẽ tặng thêm cho anh chị một cây. Đấy, và được miễn phí ship ạ. Rất là nhiều màu hoa và nhà em đang trên đường về phải đến 20-30 loại nữa. Và trong phiên ngày hôm nay có mặt hoa nào mình ưng thì mình cứ chốt luôn nhá. Đầu tiên đó chính là cây kinh năm ạ. Cây kinh năm thì đây người ta đã để cho em cái mặt hoa ở đây ạ. Cái bông kinh năm của nó nhá, bông hoa của nó màu tím đậm rất là đẹp. Cái dòng kinh này là dòng kinh mới đây. Màu tím này, lưỡi trắng rất là xinh luôn. Cái bông kinh năm đấy ạ. Đây bông hoa người ta để cho anh chị biết được cái mặt hoa nó thôi. Và kinh năm lần này này, cây của nó rất là mập. Đầu xuân năm mới cực kỳ là mập mạp. Có những cây đứng ngọn chuẩn bị nhú vòi hoa. Giá em bán một chậu kinh năm mập khỏe này giá 60.000. Sang bên đây là cây huyết long đỏ ạ. Huyết long đỏ. Dòng này thì cây lần này cây cao to. Cao to khỏe mạnh ạ. Cây huyết long đây. Thân rất là mập mạp, rất là khỏe. Và huyết long đỏ này em bán với giá là 60.000 đồng một chậu nhá. Đồng tiền hồng. Đồng tiền hồng thì vô cùng là siêng bông, rất là sai hoa. Cũng có cây đang chuẩn bị nhú nụ, cũng có cây thì bây giờ đang đứng ngọn ạ. Cây thấp thì nhiều thân, cây cao thì ít thân. Và đồng tiền hồng này em bán giá 60.000. Siret, một trong những cái dòng hàng gọi là một trời bông hoa, vòi hoa vừa dài vừa siêng. Và cái loại này còn có một cái tên gọi khác là cây thuận buồm xuôi gió nhé. Siret này thì hoa nó siêng màu tím đậm và cây cao to khỏe mạnh. Đây anh chị nhìn cho em này, một cái cây siret này rất là mập đẹp như thế này và đứng ngọn hết rồi. Và giá chỉ có 60.000 thôi ạ. Nhớ là 7 cây đã được miss ship rồi. Tiếp theo là pen đỏ ạ. Có lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên đầu xuân là em lấy cái dòng pen đỏ này. Năm ngoái em thấy cái pen đỏ cũng đã rất là hot hàng rồi. Và năm nay thì cái pen đỏ này em lấy đầu tiên để cho anh chị sưu tầm cái dòng pen đỏ. Dòng pen đỏ này hoa rất là thơm luôn anh chị ạ. Dòng pen và thân của nó này, thân nù, thân mập và thân cao to nhá. Cái lô này cao to thôi ạ. Chứ cuối năm ngoái em thấy là các vườn người ta xuất cái pen đỏ này cháy hàng mà cây thì rất là bé. 60.000 đồng một chậu ạ. Mặt trời đỏ ạ. Cái này mặt trời đỏ anh chị nhá. Mặt trời đỏ. Cây thì quá là bự luôn. Quá là trời là bự, quá nhiều thân luôn. Riêng cái mặt trời đỏ thì cây nó, khi cây nó già, nó đanh ấy, nó hay bị rớt lá chân một tí. Nhưng mà thực tế thì cây của nó anh chị nhìn lại, nhiều thân lắm ạ. Và loại này thì rất là rực rỡ, bông hoa màu tím đậm, rất là xinh. 60.000. Vàng tia. Vàng tia thì cây lùm nhiều thân và thân rất là mập. Cũng có cây đang chuẩn bị nhú nụ hoa này. Cái vàng tia này em bán 60k nhá. 60k một chậu. Thông chai xanh. Thông chai xanh là một dòng mới năm nay. Cái này thì trên thị trường có nhiều từ lâu rồi. Cái dòng này giống xưa. Và cái dòng này hôm nay thì em bắt đầu em lấy. Và cây của nó khá là cao to. Và lá mít thì đẹp. Dòng này thì hoa thơm. Thông chai xanh này 60. Và tiếp theo một trong những cái dòng dendro đột biến mà trong năm ngoái em bán rất là nhiều, đó chính là cây ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Ba vàng, ba đỏ. Dòng này cây hoa của nó ba cánh vàng xen lẫn ba cánh đỏ nhá. Cây đột biến rất là đẹp và dòng này sai hoa. Tình trạng cây thì loại này nó không cao to được bằng những dòng dendro khác nhưng mà hoa thì rất là đặc sắc. Lô đợt này đánh giá là một lô tương đối là rất là cao to đẹp đấy ạ.
và đứng ngọn hết rồi. Anh chị tranh thủ mua cái lô này rất là đẹp, 60.000 đồng một chậu. Đây là ba vàng ba đỏ. Và còn một loại cuối cùng nữa, đó chính là cây giáng xưa. Cái giáng xưa này thì bông nó rất là to và vòi rất là dài, rất là siêng bông. Cây thì đứng ngọn, đang chuẩn bị nhú nụ hoa ở trên đầu ngọn, mập, khỏe, đẹp. Giáng xưa 60.000 đồng một chậu nhá. Và trên đây là tổng hợp những dòng dendro nhà em về ngày hôm nay. Anh chị làm sao cứ gộp cho em đủ 7 loại hoặc là 7 chậu là em bao ship. Và mua 10 chậu em sẽ tặng thêm cho anh chị thêm một chậu nhá. Đó, đây là dòng dendro. Tiếp theo bên đây là những chậu 5 cánh trắng quốc dân. Đây là thuộc dòng dendro nắng. Và dòng này thì vô cùng là siêng bông, vòi dài, hoa thơm, nở quanh năm. Cái quốc dân này hôm nay bụi về cũng là bụi lùm, thân nhiều, thân tơ nhiều. Đây anh chị ơi, ngắm hộ em một cái chậu quốc dân em vừa cầm trên tay ạ. Và mặt hoa như trên màn hình nhá. Lô đợt này cây tơ nhiều và giá hôm nay em xin phép bán với giá chỉ có 120.000 đồng một chậu 5 cánh trắng quốc dân thôi. Chưa một cái lô hàng nào mà cây to đẹp mà giá lại hợp lý như thế ạ. Một bụi to khủng này là một bụi nó to phải bằng mấy chậu ghép lại đây anh chị ạ. Mấy chậu ghép lại mà có 120.000 5 cánh trắng quốc dân nhá. Chớp Sonia buổi sáng ngày hôm nay thì em về đã hết hàng rồi ạ. Đến bây giờ thì vừa về thêm một lô hàng mới. Mà phải nói cái chớp so này nó ra hoa liên tục luôn. Sai hoa cực kỳ luôn. Bông nó lại còn to đấy anh chị ạ. Bông nó lại to. Và hôm nay thì một bụi chớp son này thì nó sẽ dao động từ 200 đến 230, 250 một chậu anh chị nhá. Cái này thì em vừa về em chưa có thời gian em lên hình. Nhưng mà hôm nay toàn bụi khủng luôn. Tất cả hàng này nha em, toàn hàng chọn bụi khủng. Từ 200 đến 250 một chậu. Hàng này thì em bán giống nên là ví dụ như hoa của nó về đến nơi anh chị hôm nay nó bị gãy xước xát một vài bông hoa thì mọi người hết sức thông cảm. Đây ví dụ như bụi to nhiều thân như thế này là tầm 250. Đấy. Hàng này thì em lại không lấy cái hàng cây nhỏ. Bởi vì cây nhỏ nó rẻ hơn một tí nhưng mà cây nó rất là bé. Cây càng to thì sau này làm giống nó càng khỏe và thứ hai là vòi hoa của nó rất là dài. Đấy. Loại này thì bền hoa, bông đẹp. 200 đến 250 một bụi nhá. Anh chị nào muốn chụp qua Zalo thì em sẽ chụp, còn không thì em cứ lựa theo bụi cây, bởi vì gần như toàn bộ là hàng chọn, nhiều thân hết rồi. Đây, ví dụ như chậu này là 220 này. Đấy. Chuẩn mặt hoa như trên màn hình luôn. Dendro 5 cánh trắng mắt đỏ ạ. Đây bông hoa của nó đang nở này. Rất là thơm. Và hôm nay thì em có tầm khoảng gần chục chưa đến chục bụi to to như này. Mọi phiên thì nó không được to như cỡ này đâu. Hôm nay thì bụi rất là to, rất là nhiều thân. Và em chia sẻ cho anh chị một chậu to nhiều thân như thế này với giá 180.000 đồng một chậu nhé. Hàng này hàng chuẩn hoa, chuẩn hoa. 5 cánh trắng mắt đỏ. Thân tơ hôm nay rất là nhiều. Địa lan vàng rủ ạ. Một trong những cái dòng hàng địa lan vừa rồi em bán phải nói là quá là cháy hàng luôn. Bông hoa của nó là màu xanh, xanh vàng luôn ạ. Đấy, màu như kiểu màu xanh ngọc luôn, rất là đẹp. Và dòng địa lan này là dòng địa lan rủ ạ. Loại này là dòng giống mới nhá. Các năm trước anh chị mua chưa có cái loại này luôn. Bởi vì cái dòng địa lan rủ này á, giá thành nhập vào rất là cao. Nhưng năm nay em lấy cho anh chị cái lô này vừa bán, vừa theo kiểu là bán giống thôi. Bởi vì với cái giá chưa đến 200.000 là sở hữu được một chậu địa lan vàng rủ. Vừa hoa, vừa rất là nhiều ngồng nụ. Đấy ạ. Có những cây nó rủ, nếu mà nó rủ dài ấy, nó phải dài hàng gần mét đi nhá. Và đây nụ hoa đây, vẫn còn rất là nhiều nụ hoa để anh chị chơi. Lô này lô mới về, rất là nhiều nụ nhỏ để anh chị chơi này. Và một chậu hôm nay thì rất là bự như thế này. To bự như thế này. Em bán một chậu địa lan vàng rủ này với giá chỉ có 190.000 nữa ạ. Đảm bảo anh chị cái địa lan vàng rủ này hay sưu tập đến một chậu. Rất là đẹp, rất là sai bông. Địa lan vàng rủ. Và phía bên đây là cây địa lan kim ngọc mãn đường. Bông hoa của nó trúng chím bây giờ bắt đầu chuẩn bị nở này. Lưỡi của nó là lưỡi đỏ đậm. Đấy, đỏ đen luôn đấy. Bông hoa màu vàng tươi. Cái hàng này em cũng bán giống thôi ạ. Bởi vì hàng này nó tàn hoa. Bán chuẩn giống hoa cho anh chị. Hàng này hàng hoa Tết. Một cái chậu kim ngọc mãn đường rất là cao tiền. Đấy, hàng này hàng Tết đấy. Hôm nay em bán giống cho anh chị một chậu kim ngọc mãn đường này với giá 190.000 nhá. Cũng 190.000. Cũng có cây thì lác đác vẫn còn một vài bông nụ. Nhưng đa phần là nở hoa để anh chị về làm sưu tầm giống ạ. Đây kim ngọc mãn đường nhà em về nhiều. Tại vì lô hôm trước đã cháy hàng rất là nhiều. Anh chị muốn hỏi cái giống của kim ngọc mãn đường. Dòng này địa lan bông to mà rất là thơm. Bông to rất là thơm. Và cánh của nó khi nở xòe ra rất là đẹp. Kim ngọc mãn đường nhá, 190. Vũ nữ hoàng hậu.
Nhà em có hai loại vũ nữ hoàng hậu cho anh chị sưu tầm mặt hoa, đó chính là màu báo đốm và dòng hoàng hậu xanh. Thông thường thì nhà em Nhung cung cấp cái dòng hoàng hậu xanh thì anh chị quá là quen thuộc rồi. Dòng này thì vòi hoa rất là dài, rất là siêng bông và đặc biệt hoa rất là đẹp. Và hôm nay thì có thêm cả màu báo đốm nữa. Chậu hôm nay nhà em Nhung cung cấp cho anh chị là những cái chậu size bầu to. Đây là những cái bầu to và cây của nó khá là nhiều giả hành. Giả hành thì cực kỳ là mập, mạp, khỏe đẹp. Và hôm nay thì giá một chậu hoàng hậu báo đốm và hoàng hậu xanh như thế này đồng giá cho anh chị với giá là 170.000 đồng một chậu nhá. Chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi ạ. Đấy, cái này thì phân được hai màu rồi và ghi cho anh chị vào tên vào thành bầu rồi này. Đấy, ghi tên vào thành bầu rồi. Anh chị về chỉ việc trồng và thưởng thức những cái tác phẩm của hai loại này ạ. Giáng hương tam bảo sắc lá xếp ạ. Và tầm này thì những cái bảng giáng hương tam bảo sắc để anh chị về có thể là thưởng thức mùa hoa của tháng 4, tháng 5, tháng 6 đợt tới này luôn. Hàng tất cả các giò này đã là hàng thuần sẵn rồi và treo về anh chị việc treo lên và chơi đoạn. Và giá hôm nay một bảng tam bảo sắc lá xếp đẹp như thế này, bên shop nhà em sẽ bán với giá 170.000 đồng một giò. 170.000 đồng một giò giáng hương tam bảo sắc lá xếp nhé. Và hàng này là hàng thuần ghép bảng gỗ về vì thưởng thức và chơi thôi nhá. Rất là đẹp, dòng này hoa cực kỳ là thơm. Dendro nắng chớp bịp nhá anh chị nhìn hộ em này. Đây là một cái dòng dendro chớp đột biến và hàng này hàng ki tự nhiên lên. Và sau khi một thời gian thì cũng có một số cây nở hoa, cũng có cây bây giờ chuẩn bị đứng ngọn mà cho hoa. Hàng này em bảo hành mặt hoa cho anh chị nhá. Em đánh theo từng mã. Và chớp bịp đợt này thì em đang có chương trình ưu tiên là mua hai chậu chớp bịp được miễn ship. Đây là chương trình không phải lúc nào cũng được được cái chương trình miễn ship này đâu anh chị ạ. Nên anh chị gộp cho em nhé. Còn nếu mua lẻ một cây là cước 30.000 đó. Và em quay xa trước và sau đó em sẽ quay tiến gần, bởi vì cũng có chậu cao, chậu thấp khác nhau. Đây là mã B3 chấp bịp này. Một chậu B3 là một chậu 210.000 đồng này. Mầm thì cũng khá là nhiều đấy ạ. 210.000 đồng B3. B6 chấp bịp 200. Cây này đứng ngọn chuẩn bị nhú nụ, những cái cây đứng ngọn là sắp tới nó sẽ nhú nụ mầm lên rất là đẹp. B6. Mã B2, cây này thì nhiều thân nhưng mà nó hơi ngắn nhá. Cây này nó cao chỉ tầm hơn gang một tí thôi. Hai cái mầm gốc nó lên cũng dài này. Cây này nhiều thân 190 này, mã B2. Mã B13 220.000. 220.000. Cái này về anh chị có thể tách ra làm hai chậu được này. Riêng cái này nó mọc thành hai khóm khác nhau. Đây cái kỳ của nó này. Đấy. Bây giờ anh chị tách cho em làm hai chậu, trồng muỗng chậu, một chậu chất bịp 220.000. Cái thân này chuẩn bị nhú nụ hoa này. Đây là B13. B12 200. Đây là hai cái mầm rất là lực nhá. 200.000, tơ mướt, cái này cây tơ. B14 210.000 đồng. Cái này vô cùng mập. Cực kỳ là mập. Cái thân đứng ngọn này chuẩn bị nhú nụ hoa, cây này mập mạp đó. B14 này 210. B15 200. Cái này cũng rất là mập luôn. Đó. Cái mầm gốc của này lên khá là cao rồi, 200.000. Đây, chiều cao của nó đây. B16 190. Cái này hơi lùn lùn, vừa rồi ra hoa đây ạ. Chuẩn hoa, cái này cũng về tách được làm hai khóm này. Cái nào sẽ tách thì anh chị tách chậu cho em. B17 190. Cái này thân rất là cao. Cái lá chân của loại này, mấy cái cây nhỏ nhỏ nó hơi rớt lá chân thôi, còn đâu cây này nó cao to. 190.000 thôi. Đây, ví dụ như một cây này cũng là 190 và một cây này cây 190, cây ít thân nó cao hơn, nhiều thân nó thấp hơn. Và B18, cây này 220, cây này thì vô cùng cao. Cây này nó cao phải hơn hai gang tay này, thân một thân cao gang rưỡi, một thân cao hai gang. Cây này cao to và thân tơ 220.000 B18. Đấy, tất cả những mã chấp bịp hôm nay nhà em có, cứ mua hai chậu bất kỳ em bao ship nhé. Dendro chớp tiếp theo em xin giới thiệu cho anh chị đó chính là cây chớp hồng ạ. Cho anh chị xem qua cái mặt bông của nó nhé. Cái dòng này vòi nó rất là dài mà rất là siêng bông, hoa tươi tắn đẹp. Đây ạ, tình trạng cây đây. Và hôm nay thì cũng có cây thì nở, đang nở hoa trên thân, cũng có cây thì đang hơi nhú nụ nhá. Đấy, cái này thì em bán thì bán giống thôi, bởi vì thực ra những dòng chớp này chuẩn mặt hoa là rất ok rồi. Đấy ạ. Và hôm nay thì một chậu chớp hồng như thế này cũng hơi nhú nhú nụ như thế này em bán với giá là 90.000 đồng một chậu nhá. 90.000. Cũng có cây nhú nụ nhỏ nhỏ ngăn ngắn, cũng có cây thì cao như thế này. 90k. Và chậu thì nó chỉ có hai thân thôi, một thân cao và một thân thấp. Đó, thường nó sẽ có hai thân. Còn những cái thân mà thân năm nhất này này không tính nha anh chị nhá. Những cái kia nhỏ nhỏ này nó không tính đâu. Cái này nó chỉ năm nhất, năm 2, năm 3 ở đấy ạ. Chấp hồng 90k nhá. Cho anh chị xem qua mặt bông một lần nữa.
còn dài, cánh viền chớp đẹp. Hôm nay thì em sưu tầm thêm cho anh chị một loại dendro chớp nữa, bông cực kỳ là to. Để mà nói cái chén con thì cái này phải to hơn cái chén con nha anh chị nhá. Khuôn bông của nó này vô cùng là to, rất là đẹp. Chớp bông to, dendro chớp chuẩn hoa nhá. Cái này hoa nở trên thân rồi, cũng có cây thì chuẩn bị hoa. Nên là hôm nay hàng nụ rất là nhiều, có 5 chậu thôi. Em sẽ quay hình cho anh chị. Hàng này hàng chuẩn giống. Tất cả dòng chớp này người ta bán theo thân đấy ạ. Đó. Đầu tiên em ký hiệu đây là chớp 1 này. Đây em quay cho anh chị tổng quan 5 cây. Chậu này thì nhiều thân nhưng nó hơi thấp một tí. Này, kể cả thân nhỏ nhất cũng đang nụ hoa này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 thân cả mầm gốc này. Nụ hoa chi chít luôn nha anh chị nhá. Chậu này em để cho anh chị là 250.000, mã chớp 1 này. Mã chớp 2, 2 4 6 thân thôi nhưng mà rất là cao, to mập. Đây, bông hoa chuẩn trên thân như thế này. Chuẩn hoa nhá, nó mới lên một cụm thôi á. Một cụm hoa này của nó này, một mắt hoa nó ra một cụm, nó phải cụm, nó phải mấy bông liền. Anh chị thấy loại này sai hoa chưa ạ? Ví dụ đây là một mắt nhá. Ra một cụm 4 bông luôn. Đấy, đây là một mắt tầm 3 đến 4 bông cho một cụm. Đó, còn đây này. Một cái thân này nó ra rất là nhiều hoa thì nó còn sai hoa cỡ nào. Chậu này 280 nhá, 6 thân. Chớp 2, mã chớp 3 cũng 280, cũng 6 thân. Cả hoa cả nụ nhá, cả hoa, nụ hoa đây. Mã chớp 4 cũng 280. 2 4 6 thân. Cái này có cả kỳ trên thân này. Có hai cái kỳ ở trên thân. Và mã chớp 5 chỗ này 290.000. Chỗ này thì nhiều thân hơn, 2 4 6 xong với cả ba cái mầm gốc này dài này. Nụ nó đang lên này. Tổng cộng có 5 chậu dendro chớp bông to. Mặt hoa như hình ạ. Và tiếp theo thì đây là dòng dendro chớp trắng chớp nhá, trắng chớp. Dòng này thì bông cũng rất là sai hoa. Tuy nhiên thì loại này thì hoa của nó sai nhưng mà nó không to được bằng cái loại dendro chớp vừa rồi em có giới thiệu cho anh chị. Loại này thì sai bông trong một chậu cực kỳ. Hai giống này nó cũng khác nhau nha anh chị nhá. Hai giống khác nhau ấy ạ. Và hàng này em cũng đang sale cho anh chị. Đây số lượng còn ít thôi. Bởi vì cũng có những cây nụ hoa còn đẹp, cũng có cây thì cũng có dính một vài những nụ hoa nó hơi thui. Và chậu lần này em lấy vẫn là loại chậu nhiều thân đấy anh chị ạ. Bây giờ nhà vườn người ta xuất những chậu bé xíu xíu đã hơn 100.000 rồi. Đấy ạ. Em sẽ cố lựa cho anh chị những chậu mà còn nhiều thân nhất. Và bây giờ ấy, tình trạng cây thì cũng đang trong giai đoạn là đẩy mầm gốc rồi. Đấy, có cây thì nó đẩy chậm, có cây thì đã đẩy rất là rõ ràng. Và hôm nay một chậu trắng chớp như thế này em đang thanh lý cho anh chị 150 một chậu. Và mua 2 chậu em bao ship nhé. Loại này đang thanh lý nha anh chị nhé. Đang thanh lý trắng chớp 150, mua 2 chậu bao ship, còn hơn chục chậu nữa thôi. Tình trạng cây thì cũng có nụ, còn hoa có nụ nó hơi thui nụ. Chủ yếu là anh chị về làm giống cho em. Riêng cái loại đen đô chớp này nó đắt là đắt ở cái giống. Và cũng có thể về anh chị tách chậu ra để trồng ra được 2-3 chậu nhỏ ạ. Giá chỉ có 150 một bụi này thôi. Dendro Úc mắt đen ạ. Những cái chậu dendro Úc mắt đen rất là nhiều thân và bông của nó cực kỳ là to nhá. Nhiều người khi mà mới nhìn vào ấy còn lầm tưởng đây là những chậu đùi gà, nhưng mà giá thành lại rẻ hơn đùi gà rất là nhiều. Loại này là dễ chăm, dễ trồng này. Cái này bông này vừa mới tàn hoa ấy. Cái này em gửi đi thì cũng có những cây bây giờ bắt đầu nhú nụ ạ. Bởi vì tầm này là tầm dendro Úc mắt đen đang có hoa nhá. Đó. Và hôm nay thì một chậu nhiều thân, nhiều mầm như thế này, thậm chí cũng có cây đang nhú nụ như thế này, em bán với giá chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi ạ. 170.000 đồng một chậu nhá. Đây, nụ đây ạ. 170, cực kỳ là nhiều thân. Dòng này thì nổi tiếng về giới sai hoa rồi. Mắt của nó là mắt nhung đen và màu hồng cánh sen ạ. Đai châu hồng gấm ạ. Lâu lắm rồi mới về thêm cái dòng đai châu hồng gấm này. Và bông hoa của nó hôm nay nở thì mọi người có thể ngắm qua khuôn bông của nó nhé. Em thấy có cái thì màu tím đậm như thế này, có cái thì hơi phớt phớt vàng vàng. Xong là lưỡi của nó thì cái lưỡi của nó vẫn dĩ là lưỡi đậm. Lưỡi này, lưỡi đỏ đậm, tím đậm như thế. Và cây hồng gấm hôm nay lá xếp rất là đẹp luôn. Toàn bộ hôm nay toàn bộ lá xếp đều nhau. Một số cây thì cũng đang nhú nụ, cũng gây nụ dài. Cũng có cây thì hơi nhú nụ nhỏ nhỏ. Hôm qua em có xem kiểm tra trong cái lô này cũng có cây nhú nụ nhỏ, cũng có cây thì đang hoa, cũng có cây thì chuẩn bị nhú nụ. Bởi vì cái hồng gấm là cái dòng hàng chơi quanh năm cơ ạ. Chơi quanh năm, 4 mùa trong năm, nó nở liên tục. Và hôm nay thì một chậu hồng gấm lá xếp cây to như thế này. Đấy. Đẹp như thế này. Em bán với giá là 270.000 đồng một chậu nhá. 270.000 đồng một chậu đai châu hồng gấm. Rất là thơm. Đai châu hồng cánh sen lại vừa về thêm một lô hàng mới này anh chị này. Đấy, và lá thì lá xếp ngắn, bản lá xếp, lá mít cực kỳ là đẹp. Hồng cánh sen lần này em bán có 390.000 đồng một chậu, hàng cây to. Chuẩn hoa nhá. Vừa rồi hoa ngồng hoa xong thì nhà vườn đã cắt hoa rồi. Đây ạ.
Có duy nhất chậu này thì nó hơi nhỏ hơn một tí, nhưng là cây mẹ bồng con và lá rụt. Đấy. Đấy. Còn đâu thì cây của nó cứ là cây đơn như thế này và khá là to đẹp. 390.000 một chậu hết ạ. Cây này thì lá ngắn rụt rụt. Cây này cũng rụt đẹp này. Đó. Tổng lô cây nào cũng đẹp như cây nào. Lô mới về nhá. Hôm trước về có tầm chục chậu, có chục cây đã hết rồi. Rất là nhiều anh chị hỏi em là hàng đai châu trắng của nhà em đã về hay chưa. Và hôm nay thì đai châu trắng nhà em đã về rồi đây anh chị ạ. Đây bông hoa, còn duy nhất bông này sót lại này. Nở hoa màu trắng này. Anh chị nhìn hộ em cái khuôn bông của nó này. Hết rồi, đấy. Hết đai châu trắng nở hết hoa rồi. Bây giờ chỉ gọi là bán giống thôi. Và hôm nay thì một chậu đai châu trắng như thế này, lá mít xếp như thế này. Đó. Em bán với giá là 130.000 đồng một chậu nhá. 130.000 thôi. Đấy, màu trắng tinh. Số lượng có tầm hơn chục chậu. Cái hàng này hàng chọn chuẩn màu. Em bán chuẩn màu, em không bán cái hàng solo lẫn lộn đâu nha anh chị nhá. Chỉ có 130 thôi. Em về thêm một loại châu rất là mới nha anh chị nhá. Đai châu này là đai châu hồng blue ạ. Đai châu hồng blue. Có những cây thì bây giờ còn nụ, có những cây thì đang hoa. Và cái nụ hoa thì thực ra thì bây giờ thì em nghĩ là nó cũng sẽ bị thui, nó không còn nguyên vẹn ạ. Cây to đẹp. Đây bông hoa của hồng blue này, đây là bông hoa nó bị tàn rồi. Còn em đính kèm cho anh chị cái mặt hoa khi nó mới nở nhá. Đây là dòng hồng blue này. Khuôn bông rất là đẹp. Loại này loại mới ạ. Chuẩn hoa, cây to. Và hôm nay thì cái loại hồng blue này em xin phép bán cho anh chị chia sẻ giống mới này với giá là 150.000 một cây thôi. Cây to và số lượng có hạn nhá, 150k. Mua 3 chậu em bao ship ạ. Đai châu lá mít tầm này là dòng hoa đỏ nha anh chị nhá. Em còn duy nhất 6 cây thôi. Cái lô mít này về 30 mấy cây ấy. Giờ quay hình còn bộ 6 cây em quay nốt này. Đầu tiên thì em có cái cây châu mít này là cây châu mít T7 đây. Cây này thì hồi đầu em bán hơn 200. Nhưng do vừa rồi cái lá nó to quá, em đặt mạnh quá nó bị tép một tí lá ở đầu này. Đấy. Em xả anh chị cái chậu này là 170.000. Lá mít bản lá rất là to. Cây này cây T7 này, 170 này. Mã T5 này. Cây này lá mít cũng rất là đẹp này, không lỗi, 190.000. 190. Mã T11, con này to này, 230 này. Con này to, bản lá cũng to. 230.000. Đấy. Cây này năm sau chắc chắn anh chị là sẽ bội thu nụ luôn. Vừa rồi có mấy cái nụ nhưng mà nó bị đứng nụ, nó bị hơi bị thui. Cắt đi dưỡng cây cho em để năm sau ra hoa nhé. Vòi dài lắm ạ. Mã T14, 200. T14, 200. Mã T9 210.000 đồng. Lá to. Vừa rồi hai ngồng nụ dài chưa? Thân đỏ. Và T8 200.000. T8 ạ, lá ngắn đẹp. Châu cam đỏ hôm nay em lại về thêm một lô mới. Bởi vì lô hôm trước phải nói là cháy hàng. Anh chị cũng phải là những người tinh tế thì mới biết là những cái dòng hoa màu cam đỏ nó đẹp cỡ nào. Đây là cái lô mới về ngày hôm nay. Và cái lô hôm nay thì em nhập của nó cao hơn một chút. Và cái lô hôm trước thì đây ạ, em còn 1-2 cây thôi. Và cái lô ngày hôm nay thì cây to hơn. Đây em để đây cho anh chị có sự so sánh nhá. Ví dụ như một cái cây cam đỏ ngày hôm trước là 220, nhưng hôm nay cây nó to hơn, nó nhỉnh hơn, lại là 250. Và mặt hoa y hệt như trên màn hình luôn. Cái màu cam này, hoa nó thơm lắm. Hoa nó thơm. Loại 220 này em còn 2-3 cây của lô hôm trước này. Đấy. Còn cái lô này lô mới về. Anh chị thấy hôm nay về cả một dãy châu cái này, này. Chứ không phải là hôm trước chỉ còn một ít thôi ạ. Kim điệp xuân hoa vàng ạ. Em cũng tự hỏi không biết là bây giờ các bác còn thích ghép lan rừng không ạ. Nhưng mà đối với những cái chậu mà lan thuần sẵn rồi ạ, và bây giờ còn có hoa chơi như thế này thì giá thành nó cũng rất là rẻ rồi ấy. Thì em nghĩ là chắc là lan rừng bây giờ mọi người rất là ngại ghép đúng không ạ. Thì kim điệp xuân này thông thường em nhập hàng cân ấy thì nó chỉ toàn thân già thôi, mà thậm chí nó còn không có một tí lá lẩu này, cũng không thân của nó thì teo tóp này. Đấy là hàng kg ấy. Đây hôm nay cái kim điệp xuân hôm nay em thấy là nó đang lên nụ này. Và thân nó mập đẹp như thế này, đang nhú nụ hoa này. Có cây thì nhú nụ nhỏ nhỏ, có cây thì nhú nụ to rồi. Và dòng này hoa màu vàng rất là tươi nhá. Và hôm nay thì một chậu kim điệp xuân đẹp như thế này em bán chỉ có 140.000 thôi ạ. Anh chị về chỉ việc treo lên và chơi thưởng thức cái bông hoa màu vàng. Màu vàng tươi và vô cùng là siêng bông nhá. 140k, rất là đẹp. Em còn có 4 cây hoàng nhạn này thanh lý này anh chị này. Hàng này em toàn bán 80-90.000 một cây. Thì hôm nay tình trạng cây như thế này. Hai cây này em bán với giá là 70.000 một cây. Lá xếp đẹp. Còn hai cây này thì lá này cũng rụt đấy, nhưng mà đằng sau nó hơi xấu lá tí. Và cây này cũng hơi bị khuyết lá chân tí thì em bán 60. Tổng nó là 260.000.
thì anh chị nào lấy cả 4 cây này em bao ship luôn, cả combo này 260 miễn ship. Giá lẻ là 90, 90, 80, 80 là 340 ở đấy. Cái này bán 260 nhá. Tiếp theo là một cái cây này, cây cửu bảo tiên. Cây cửu bảo tiên là cây mẹ, là cây đôi. Đấy, cây đôi. Cây này thì to, cây này thì hơi nhỏ hơn một tí. Thì em bán cây này 170. Em bán lẻ cây đơn đã 150 rồi. Chậu này 2 cây tính 170. Em thanh lý cho anh chị cái chậu trầm đồng đỏ này đang hoa đang nụ nhá, cả nụ cả hoa nhá. Hoa thơm đó, mới nở thôi. Em thanh lý cho chị, anh chị chậu này 80.000, cây này bán 120, hôm nay xả hàng 80.000 ba thân dài. Còn chưa kể những cái mầm nhỏ nhỏ ấy nhá. Cái thân này thân nó cong và anh chị phải cố định bằng que. Nụ hoa đang chuẩn bị lên này, 80.000 cây này thôi. Tiếp theo là cây dendro tím Nhật nhá, một chậu dendro tím Nhật duy nhất và cuối cùng. Mã này hôm trước bán 200, hôm nay em xả cho anh chị chậu tím Nhật, hoa tím đậm và thậm chí là bây giờ ấy, những cái cây đang xuống lá này đang chuẩn bị sưng sưng, hơi sưng sưng cái mắt nụ hoa. Chậu này em để cho anh chị là 180.000 nhá. Chậu này 180, duy nhất một chậu cuối cùng tím Nhật nhá. Dòng này dòng tím xưa. Bông to. Hôm nay thì em dọn vườn có hai chậu giá hàng hoa hoa anh chị ạ. Đây bông hoa của nó đây. Hoa của nó màu trắng tinh, hoa rất là thơm luôn, hoa hoa trắng nhá. Bình thường anh chị chỉ mua hoa 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 tím thì nó nhiều. Hoa hoa trắng này bây giờ mầm gốc của nó cũng đang lên. Chậu chúng mình tầm 3 đến 4 thân có hai chậu này. Em bán với giá là 100.000 một chậu. Đấy, xả hàng 100.000 một chậu hoa hoa. Hoa trắng tinh. Đây thi thoảng một hai cái nụ này nó bị thui nhưng mà đây cũng có cây đã đang lên nụ này. Này em bán giống cho anh chị chuẩn giống luôn. Và tiếp theo thì em xin phép giới thiệu cho anh chị đến một cái lô trầm cổ. Hôm nay nhà em vừa mới về và hôm nay toàn bộ là hàng đang có nụ hoa hết anh chị nhá. Ví dụ như những cái cây này anh chị nhìn rõ nụ nở lên này. Còn những cái cây này đang bắt đầu trong giai đoạn là đẩy nụ nhá. Đây cũng có cây đang đẩy đẩy nụ này. Và sẽ được chơi liên tục luôn. Và hôm nay thì em sẽ quay cho anh chị theo từng hình và cả nhà ơi, ví dụ như những cái chậu mà nó nhiều thân như này là nó thân nó sẽ ngắn hơn. Còn ví dụ như những cái chậu mà nó ít thân như này thì thường nó sẽ dài hơn nhá anh chị nhá. Đấy, những chậu ít thân thì dài mà những chậu nhiều thân thì ngắn. Thì em cứ quay cho anh chị và bán đồng giá cho anh chị với giá là 180.000. Thì em sẽ quay hình 1, 2, 3, 4 và với giá là 180.000 nhá. Đồng giá hết nhưng mà chậu ngắn thì thường sẽ nhiều thân hơn. Ví dụ như chậu này là 2 này, 4 này, 6, 7 thân thôi. Nhưng chậu này là 2, 4, 6, 8, 9 thân thì nó ngắn hơn. Những chậu 7 thân thì nó lại ít thân hơn nhưng mà lại dài hơn. Mã này là mã số 1 trầm cổ này, 180.000 này. Mã số 2 C2 trầm cổ này cũng 180 nhá, 9 thân nhá. Mã số 3 2, 4, 6, 8, 9 thân này cũng 180 này. Mã số 3. Mã số 4, mã này thì còn lá này. Còn lá thì sưng nụ muộn hơn nhá, 2 4 này, 6 này, 8 10 12 thân cũng 180.000. Mã C5 cũng 180, chỗ này cũng 6 7 thân thôi, 2 4 6 7 thân. Đấy, thường là thân dài thì nó ít thân, cái này là em buộc túm chụp mà đấy, nhưng nó cũng to nó dài lắm. Cái này đang sưng nụ nhiều. Mã C6 cũng 180 và mã C7 cũng 180.000. Nói chung là cả cái lô này em thấy là gần như là đều tăm tắp, nhiều thân như nhau và rất là nhiều nụ hoa. Giá trầm cổ ngày trước để mà sở hữu một cái thân dài như thế này này phải 350.000 đấy anh chị ạ. Hiếm khi có cái lô trầm cổ nào vừa đẹp vừa rẻ mà nhiều nụ như thế này với giá chỉ có 180, cực kỳ là nhiều thân. Tính ra chia bình quân đầu thân chỉ có 20-30.000 một thân thôi ạ. Cát tông Sunray, đây là cái dòng hoàng thảo Thái Bình hoa vàng nhá, hàng này nổi tiếng của bên Thái Lan ạ. Em quay cho anh chị theo từng hình như sau này, em còn mấy hình này. Hình này em ký hiệu là hình số 1 này. Ở hình số 1 em bán là 160.000 này. Chậu đấy đang xuống lá rất là nhiều thân. Mã C2 này. À, mã hình 2 của hoàng thảo Thái Bình này. Chậu này thân dài hơn một chút xíu. 170. Mã C3. À quên, cũng mã hình 3 nhé. Hoàng thảo Thái Bình này cũng 160.000 này. Cây này xuống lá nhiều. Dòng này trước đây toàn bán chậu nhỏ thôi, bầu bé bé đã 150 rồi. Đây là bầu to mà cây to hơn. Tóc tiên hương dừa. Anh chị nào đã chơi cái dòng tóc tiên hương dừa này thì anh chị biết là cái dòng này thì mọc rất là khỏe, rất là dễ chăm, dễ trồng mà nó lại còn dễ ra hoa nữa. Hoa của nó là mùi hương thơm như kiểu là mùi kẹo dừa đấy ạ. Nó rất là ngọt ngào.
bụi hôm nay em về là cái bụi khủng nha anh chị nhá. Nếu như bình thường ấy, trước đây thì em có bán tầm trước Tết là một cái bụi tóc tiên hương dừa, nhưng mà nó nhỏ, bụi nhỏ nó chỉ bằng 1/3 cái bụi này thôi. Còn đây là cái loại bụi khủng nhá. Kể cả bây giờ anh chị cứ đi tham khảo tất cả thị trường ấy, người ta chỉ bán ở trong những cái bụi mà nó ít thân, ít giả hành thôi, nó không có chậu to này luôn. Đấy. Hôm nay thì em có lọc được tầm khoảng, nhà vườn lọc được tầm khoảng hơn chục bụi, mười mấy bụi ạ. To y hệt như thế này. Cây to đẹp. Thì em xin phép bán cái bụi to khủng này với giá là 180.000 nhá. Tóc tiên hương dừa này 180 bụi to. Cái loại mà chậu bé đấy đã là 120 rồi. À 120 đến 150 rồi. Cái loại chậu bé mà nó bằng 1/3 cái số lượng thân trong bụi này thôi. Cái loại này anh chị nhìn hộ em này. Rõ to đẹp, có 180.000 nhá anh chị nhá. Tóc tiên hương dừa, loại này hoa thơm, lá đẹp, cây xanh. Hôm nay ra thì em vừa về thêm lô mới và hôm nay thì bổ sung thêm một số những mẫu mã cát mới nha anh chị nhá. Cát thì đợt này chương trình sẽ là miễn phí ship khi anh chị mua 4 chậu cát bất kỳ. Mua 4 chậu cát bất kỳ là bên em sẽ miễn phí ship. Nó có sẽ có cả size bầu to, bầu bé, nó tùy theo từng màu. Và bây giờ em sẽ lần lượt giới thiệu đến từng màu anh chị nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho mọi người đến cái kinh Koran đổi màu này. Hoa của nó sẽ là cái màu hoa hồng đậm. Thực ra đây là dòng đổi màu nhé. Khi mới nở nó sẽ là màu hơi cam cam hồng hồng, sau đó chuyển sang màu hồng đậm như này. Rất là đẹp. Mà cái bụi này bụi to, cái kinh Koran đổi màu. Mọi người nhớ là bình thường các phiên là em bán là 250.000 đấy ạ. Đó. Hôm nay cái kinh Koran đổi màu thì bán 220. Bụi to. Bụi to nhiều thân. Cái kinh Koran đổi màu này hoa rất là thơm nhá anh chị nhá. 220.000. Tiếp theo sang bên đây đó chính là cây chấp ngọc ba màu. Đây cái mặt hoa của chấp ngọc ba màu này. Hoa loại này thì rất là thơm. Cái này tàn hoa mất rồi. Đây em sẽ đính kèm cho anh chị cái mặt hoa cho anh chị dễ nhìn hơn. Đây cái cánh chớp chớp này, anh chị nhìn nhá. Để tí nhìn cái mặt hoa sẽ rõ. Cái chớp ngọc ba màu hôm nay này, bụi cũng là chậu size to, nhiều thân. Loại này để anh chị 200.000, 200.000 đồng một chậu. 200.000 đồng một chậu chớp ngọc ba màu chậu to. 200k nhá. Sang bên đây là màu vàng Juliet, hoa của nó là bông đại. Cái dòng vàng Juliet thì cây của nó lá cũng khá là ngắn nhá. Vàng Juliet này. Năm ngoái thì không còn hàng, năm nay về thêm. Vàng Juliet này em bán 200.000 nhá. Đây là những cái bầu size to. Tất cả những bầu từ 200.000 trở lên là toàn là loại size to, chậu nhiều thân thôi. Size nhỏ thì nó sẽ rơi tầm, nó sẽ cái loại size to nó gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần những chậu size bé. Nó tùy từng màu, nó có số chậu size to, size bé là như vậy. Đây là vàng Juliet với giá là 200.000. Cát tím Đài Loan nhá. Cát tím Đài Loan, hàng bông bự, chậu to, nhiều thân, nhiều giả hành. Và cái mã này là mã mới, hàng cát đài, chậu to, nhiều thân. Em bán với giá là 200.000 đồng một chậu ạ. Tất cả hàng size to là giá từ 200 đến 220. Nhưng cái mã này là mã cắt đầu tiên, lúc em mới về lần đầu tiên em bán cho anh chị 200. 200.000 một chậu cát tím Đài Loan. Cát trắng, họng vàng. Bụi này thì nó rất là to, cái này thực tế nhà vườn mà sang chậu to thì chắc chắn nó phải rơi tầm 200.000 trở lên. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái size bầu nhỏ này, nó tràn hết bầu rồi, cây to này. Hoa thơm, giọng này bông to đùng luôn. Giá em bán 140.000. Xem bên đây là cây vua cương sơn. Chuyển sang dòng mã khác thì cây của nó đã bắt đầu chuyển sang là cái cây của nó là tình trạng mỗi màu mỗi cây nó sẽ khác nhau anh chị nhé. Không phải là cây nào cũng bụi to như bụi nào, nên tất nhiên là cũng có cây nó còn có mã. Cũng có cây thì nhà vườn người ta ghi chuẩn mã cây cho em rồi. Đấy, vua cương sơn. Hôm nay em thấy là cái vua cương sơn này bụi còn nhiều thân nhá. Có những lô hàng nó chỉ bằng một nửa số lượng thân đây thôi mà giá thành vẫn như vậy ạ. Và vua cương sơn em bán 120.000 thôi nhá. Giá vua cương sơn bao rẻ nhất ạ. Tiếp theo bên đây là cây vàng môi son. Cái vàng môi son này còn đổi màu ạ. Khi mới nở thì hoa của nó là màu vàng tươi, tức là cái màu vàng tươi á. Còn khi mà đã gần tàn hoa thì hoa nó chuyển sang màu cam, vàng cam này. Bông hoa của nó cực kỳ là dày cánh nhá, đậm. Và cái này còn lâu với tàn, nhưng mà nó là dòng đổi màu. Đây là hoa bói thôi, hoa của nó là hoa chùm cơ. Cái vàng môi son, hoa của nó tròn, bông tròn như quả tú cầu vàng ấy ạ. Đây, bụi hôm nay to tướng như thế này. Bán đầu năm em bán cho anh chị với giá là 120.000 nhá. Vẫn đang bán với giá tri ân 120.000 đồng một chậu. Tiếp theo bên đây đó chính là lan cắt màu đỏ. Màu đỏ hôm nay là màu đỏ red, red đỏ. Bụi nhiều thân chưa ạ? Em nhớ năm ngoái một chậu red đỏ như thế này đã là 150.000 rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn đang chợ giá cắt đầu xuân với giá 120.000 đồng một chậu. 120.000 red đỏ.
Tiếp nữa bên đây đó chính là cái dòng lông heo xanh. Lông heo là một cái dòng hàng sưu tầm hoa. Nếu ai chơi cát từ đời xưa đến giờ thì mọi người sẽ biết là ngày xưa ấy, cái này người ta còn tách tép thì người ta bán cơ. Ví dụ như một tép mà đang lên mầm người ta bán ra là đã rơi tầm khoảng 150 một tép rồi. Đó. Còn ngày hôm nay thì một chậu nó nhiều tép như thế này, thậm chí có những cây cũng đang có mèo nhá. Cái này đang có mèo nụ này. Thì em bán với giá là 170.000 nhá. 170.000 một chậu lông heo xanh. Đỏ Ấn Độ ạ. Cái màu đỏ Ấn Độ này hoa chùm cánh sáp cực kỳ là xinh luôn. Bông hoa màu đỏ tươi và cái cánh sáp của nó rất là đẹp. Cái đỏ Ấn Độ này cũng còn ít thôi ạ. 130.000 đồng một chậu nhá, 130. Sang bên đây đó chính là màu cam, cam lưỡi đỏ. Cam lưỡi đỏ, dòng này bông to, nhiều thân. Hàng này vẫn đang trợ giá với giá là 120.000. Cam lưỡi đỏ. Cam ông trời ạ. Cũng 120.000 bụi to, nhiều thân, cam ông trời nhá. Cam ông trời 120k. Nhiều thân. Cái màu hoa này nó pha là cam pha với đỏ ạ, bông rất là đẹp, rất là xinh. Lại thêm một màu đỏ nữa, đó chính là cây hắc tùng đỏ, nhưng mà riêng hắc tùng thì nó lại là dòng bông đại, size to. Đây là hàng cắt một lá bông đại nhá. Cái hạt tùng đỏ này em bán rất là chạy hàng, rất là cháy hàng luôn. Bụi to, nhiều thân. Và hạt tùng đỏ này đang bán là 200.000 đồng một chậu. Nhớ đấy nhá, cát cứ mua 4 chậu bất kỳ này em sẽ bao ship này. 200.000 một chậu hạt tùng đỏ. Tiếp theo sang bên đây là cây đỏ mắt mèo. Hoa của nó là màu đỏ và cái mắt của nó rất là xinh. Bụi này cũng là bụi size to, nhiều thân. Và loại này em bán chỉ có 180.000 thôi ạ. Đây anh chị ơi, cái màu này rất là hot luôn. Bông nó bông to, bông đại đấy ạ. Tiếp theo bên đây là cây hồng. Còn duy nhất 4 chậu cát hồng. Hồng này là hồng thơm nhé. Dòng này cát một lá bông đại. Cây này thì nó hơi lùn. Đấy, hơi lùn. Đấy, chiều cao của nó, cả lá nó chỉ cao hơn một gang tay một chút. Có những khách thì chỉ thích cái dòng cát cây nhỏ thôi. Có những khách thì khách chỉ thích lá dài, có thích lá ngắn. Đấy, dòng hồng này thì cây lá ngắn. Em bán 200.000 đồng một chậu hồng thơm nhé. Còn duy nhất 4 chậu. Sang bên đây là cây Taiwan Gold, là một cái dòng cắt hoa chớp, nghĩa là hoa nó là màu vàng lưỡi đỏ đậm và cái cánh của nó viền chớp đỏ đỏ đấy ạ. À, viền chớp đỏ đỏ đúng rồi. Và cái Taiwan Gold lần này thì cây của nó khá là nhiều thân nhá. So với những thời điểm đầu tiên khi em nhập cái dòng giống cái Taiwan Gold này, cắt Taiwan cắt đài này thì bây giờ giá thành nó đã rẻ hơn khá là nhiều rồi ạ. Em bán một chậu cái Taiwan Gold này với giá là 180.000 thôi. Đời đầu của nó là 220 đó. 180. Và trên đây là những cái mã cát hôm nay nhà em có nhớ, nhớ là mua 4 chậu bất kỳ là bên em sẽ miễn phí ship vận chuyển ạ. Điệp băng băng cốc 3.5 nhá. Cái dòng này hàng là hàng vườn Việt Nam và cây của nó khá là to. Bây giờ tình trạng cây bây giờ đang có nụ hoa và chuẩn bị đang phân nhánh này anh chị này. Đấy, cốc 3.5 không phải cốc nhỏ đâu ạ. Hôm nay thì em sale cho anh chị giảm giá anh chị còn 80.000 một chậu, hàng một ngồng hoa. Băng băng này mua 5 chậu em bao ship nhé. Còn một số những chậu băng băng mà 2 ngồng như thế này em sẽ bán là 100. Đấy, loại 80 và loại 100.000 một chậu. Và cứ mua 5 chậu là em sẽ bao phí ship. Số lượng em còn ít thôi. Cái băng băng này cái dòng hàng trăm bông. Và giống này giống của giống Đài Loan ạ. Kiều vuông lục bắc ạ. Những cái chậu kiều vuông lục bắc này tầm này thì bây giờ thứ nhất là thân của nó giả hành rất là mập. Một số cây mắt nụ đang hơi sưng sưng rõ. Cũng có cây thì như ví dụ cây này thì đang có nụ hoa. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người theo từng mã nhé. Mã này là mã K3 230.000. Cái mã kiều vu lộng bắc K3 230 này. Mã K5 chỗ này 250 này. Rất là sum xuê, rất là nhiều thân. Mã K6 chỗ này 290. Chỗ này thì to hơn, rất là to hơn hẳn nha anh chị nhé. Chỗ này vừa rồi cũng ra hoa 1-2 lần. Nhưng mà chỗ này cây cao to 290. Mã K7. Mã K7 chậu này 270, em cũng giảm muốn 250 nha anh chị nhá. Mấy cái chậu này em giảm giá nó này. Mã K7 250.000 này. Lùm nhiều thân, cây này đang nụ hoa. Một nụ, hai nụ, ba nụ. Mã K8, chậu này cũng 250 này. Cậu này ít thân hơn chậu này nhưng mà nó cao, giá hành cao hơn thân tơ nhiều. Mã K9 này. Mã K9. Mã K9 chậu này để cho anh chị là 260.000 đi. Chậu này 270 tính 260. Cây này đang sưng mắt nụ rồi. Đó, đây là những cái mã kiểu lục bắc hôm nay em có ạ. Hoàng Lan Philip nhá. Cái dòng này thì hồ cây của nó như kiểu lá xếp rụt luôn ấy, rụt rịt lên, lá ngắn, tròn đẹp. Và cái dòng này là dòng của bên Thái Lan, hoa của nó là cái dòng hoa rất là siêng. Bông nở quanh năm. Hôm nay thì tất cả cái lô này em thấy là đều là cây mẹ bồng con ạ, có những cây con nhỏ đang mọc ở phía dưới này anh chị này. Đấy. Hôm qua về lô nhưng bây giờ chỉ còn tầm 4-5 cây đang hết, sắp hết hàng. Đợt này cây đẹp, lá xanh.
Có những lô lá chân nó hơi bị rụng, nhưng lô này em thấy là đẹp mướt từ trên xuống dưới. Và giá hôm nay hàng sưu tầm chỉ có giá là 180.000 đồng một cây hoàng lan Philip. Dòng này lên chơi thử một lần, bởi vì nó cứ ăn nắng mà nó lại ra hoa liên tục anh chị ạ. Đấy, hoàng lan Philip nhá. Cây lá xép rụt đẹp. Da mini, dòng này thì hoa của nó rất là siêng, hoa nó bền. Em thấy da này nó sổ ra thì khá là nhiều những màu sắc khác nhau. Và bụi của nó cũng lùm nhiều thân nha anh chị nhá. Đấy, cây thì cũng có nụ, cũng cây thì tàn hoa rồi. Cái này em bán giống thôi. Và hôm nay thì một chậu da như thế này em bán với giá là 55.000 đồng một cốc nhá. 55.000 đồng một cốc. Thủy Tiên hàng thuần, chậu nan nhựa. Hiện tại nhà em còn 4 chậu. Mã này mã S10 220.000. Giả hành tròn, xoay đều. S10 220. Mã S8 180. Cái này thì mọc lệch sang một bên nhá. Nhưng mà cái giả hành bên đây rất là to. Cái giả hành phía cuối này to đùng luôn. Thân mập khỏe 180 ạ. Mã S2 170. Cái này thì nhiều thân, tròn nhưng mà cây lùn. 170. Sơn Thủy Tiên. Mã S1 170.000. Cái này cũng 170. Lùn lùn xinh xinh. 170.000 nhá. Rẻ hơn hàng kg, anh chị mua về thuần ạ. Tiếp theo bên đây nó có một cái dòng brass nữa, đó chính là brass đuôi công ạ. Bông hoa của nó này như đuôi con công này, cái lưỡi của nó đuôi công rất là đẹp, cánh khi nở ra rất là bay. Và dòng này thì bụi của nó một số cây còn lang lác đác có hoa như thế này. Cây bông hoa của nó khi lở căng này nó sẽ bay, nó sẽ xòe rất là đẹp luôn. Bụi thì to. Và brass đuôi công bụi to nhiều thân này em bán 120.000 đồng một chậu đấy ạ. 120.000 đồng một chậu brass đuôi công. Brass Phượng Hoàng Lửa, một trong những cái dòng brass hoa thơm. Và dòng này cánh rất là bay, rất là đẹp. Bụi nhà em là bụi size nhiều thân nha anh chị nhé. Bụi size nhiều thân. Brass Phượng Hoàng Lửa này hoa nở quanh năm. Em bán 120.000 đồng một chậu. Brass Copper Queen, hoa đổi màu nhá. Hôm nay thì về cái loại này thì bụi nó cũng nhiều thân hơn so với những mọi phiên. Copper Queen, hoa đổi màu. Loại này bông to, hoa nở quanh năm. 120.000 đồng một chậu Copper Queen. Có 3 chậu đùi gà tròn hàng thuần. Đấy, hàng này hàng thuần vườn nhá, thuần nan nhựa nhá anh chị nhá. Đây anh chị nhìn em cái tình trạng cây này, bây giờ cũng đang xuống lá rồi. Gà tròn nhá anh chị. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị, đây là chậu số 1 này, một chậu gà tròn rất là to, rất là đẹp, cao to, đẹp nhiều thân. Em để anh chị với giá là 200.000 nhá. Nhiều thân tơ đó, rẻ hơn anh chị mua hàng cân về ghép nhiều mà dễ của nó bám chắc rồi. Đây là chậu số 2 này, chậu số 2 gà tròn cũng rất là nhiều thân tơ này. Nó đang xuống lá mà anh chị, nó đang xuống lá. Đấy, đây là chậu số 2, thân tơ cũng rất là nhiều luôn. Chậu này em bán với giá cũng 200.000. Và chậu số 3, chậu số 3 thì nó lưa thưa thân hơn nhưng mà nó cao hơn. Cái này vừa rồi vẫn em mang xuống nó bị rơi gãy một tí nữa cái đầu ngọn của cái thân này. Nhưng không đáng kể nhá. Cây của nó còn nhiều thân dài, thôi chậu này em để cho anh chị 190. Cây còn cao hơn cả mấy cái hai cây còn lại cơ. 190. Đây có 3 chậu nhá. 3 chậu đùi gà tròn. Đấy. Cần gì phải mua hàng cân về ghép đó, bởi vì hàng này mình đã ghép sẵn rồi, về chỉ vì treo lên thôi mà chậu nan nhựa giá thể bám chắc vào rồi ạ. Hương tâm mở xác thì bây giờ em còn một số giò nhé. Cái này thì anh chị về chỉ vì treo lên thôi này anh chị này. Đấy đến thời gian là tầm tháng 4 đến tháng 5 nó đẩy đụng hoa là chơi hoa rất là đẹp. Dòng dáng hương này nó dễ trồng ạ. Em ký hiệu đây là mã này là mã S9. Mã S9 Sơn Thủy Tiên. Mã này thì cây to, nhiều cây. 2, 4, 5 5 cây to nhá anh chị nhá, nhiều cặp lá nhá. Mã này em để là 220.000. Đấy, tam bản sắc lá xếp. Mã S3 này 200 này. Mã S3 tam bản sắc 200. Mã S3 tam bản sắc là 200.000. Mã S4 tam bản sắc 170.000. Mã S6 tam bản sắc cũng 170.000. Mã S7 tam bản sắc 170.000. Đây là những cái mã tam bản sắc hôm nay nhà em có ạ. Sơn Thủy Tiên, những chậu Sơn Thủy Tiên, những cái thân giả hành đang phát triển này cực kỳ là mập. Bây giờ các mắt nụ của nó bây giờ cũng đang sưng sưng dần rồi anh chị ơi. Đó, toàn bộ là thân tơ nhé. Thân già thì em thấy nhà vườn người ta đã cắt bỏ đi hoàn toàn rồi. Thân tơ là những thân hoa năm nay đấy ạ. Và một chậu lùm nhiều mập thân to như thế này em bán chỉ có giá là 180.000 đồng một chậu Sơn Thủy Tiên. Chậu dài hàng Pháp thì bây giờ mới đang bắt đầu bung hoa anh chị ạ. Đấy, bắt đầu bung hoa nên hoa của nó còn rất là đẹp, rất là tươi. Anh chị về vẫn chơi hoa thoải mái nhé. Và một chậu dài hàng Pháp nhà em là hàng thuần chậu nan nhựa này rồi. Về anh chị phải treo lên chơi thôi. Em để kỷ niệm anh chị ngày hôm nay với giá là 130.000 một chậu.
Hàng này hàng Tết em bán 180 cơ. Hôm nay em sẽ để anh chị là 130, giá hàng hoa như giá hàng giống. Anh chị là hai chậu em tính là 250 một đôi. Giá chưa bao gồm tiền phí ship nhá. Riêng cái lô giả hàng Pháp hôm nay, hoa của nó màu tím rất là đậm, tím hồng. Đây thậm chí có những cây còn chưa nở hoa. Lô này lô em xạ hàng. Mỹ đang nở hoa, những cái chậu chấp Mỹ đang nở hoa như thế này. Thì em sẽ thanh lý cho anh chị để anh chị về làm giống này. Hàng này là hàng Tết là 200.000, nhưng bây giờ sẽ thanh lý những chậu mà mới chúm chím nở nhá. Còn những cây kia vẫn còn đang nụ anh chị này. Mới nở thôi, đang nụ 170.000 một cây, mầm gốc thì rất là nhiều. Anh chị nào hôm nay mà làm hai chậu chấp Mỹ, em sẽ để cho anh chị là 300.000 một đôi nhá. Chấp Mỹ hôm nay là 300.000 một đôi, mua lẻ là 170.000 một chậu. Hàng từ 5 thân, 6 thân trở lên và mầm gốc thì mọc nhiều như con lợn con luôn. Dendro xuân thì em có về một lô dendro xuân màu hôm nay sẽ là màu tím đậm nhá. Tím đậm với cái mắt nhung của nó, mắt nhung đen rất là đẹp. Cái dòng dendro này, thân của nó vừa mập vừa đẹp và giả hành đều căng mướt ạ. Tình trạng cây thì bây giờ cũng có một số cây thì đang đi ngọn, một số cây thì bây giờ đang thắt ngọn xuống lá, chuẩn bị ra hoa vào thời điểm mùa xuân. Và bụi của nó to, nhiều thân như thế này và hàng thuần tại Việt Nam nhá. Hàng ươm ki lên. Em bán cho anh chị một chậu như vậy với giá chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Hàng siêu VIP đẹp 170. Đó, anh chị ơi. Thi thoảng một số cây cũng còn đang sưng nụ hoa này. Đấy, nó phải xuống lá, nó mới sưng nụ. Còn đây những cái cây nó đang chuẩn bị rơi rớt lá đấy ạ. Đấy,